Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay thì em gửi tới anh em hai chiếc đồng hồ, một chiếc trong tình trạng chỉ có đồng hồ và một chiếc là full book. Chiếc chỉ có đồng hồ này em bán với giá là 32 triệu, còn chiếc full book em bán với giá là 70 triệu. Ở đây là chiếc full book, lát nữa em sẽ mở ra cho anh em. Về chiếc đồng hồ này thì một trong những chiếc nó khá là cơ bản dòng thể thao Chronograph. Bộ máy của nó là khá là đời mới. Chiếc này thì còn nguyên zin cả dây. Có thể nói là chiếc này nếu mà chụp ở ảnh thì có lẽ là khá là nhiều người sẽ thấy là cái thép của nó không đẹp. Tuy nhiên thì cầm trên tay thực sự thì cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Size của nó là size 38. Anh em có thể nhìn thấy cái nước thép của nó rất sáng và cái mặt của nó rất là lóng lánh, cái kim của nó. Đối với những anh em thích chơi về thép thì đây là một trong những sản phẩm nó khá là ổn, và đặc biệt là trong cái tầm giá trên 30 triệu thì có lẽ là khó có một hãng nào mà có thể cạnh tranh được với lại Longines về độ hoàn thiện. Đó, đây là lúc kim thể thao. Về các mặt số của nó thì anh em có thể nhìn thấy các cọc số đó, cọc thép mà cùng với lại kim cọc rất là nổi bật, kim dạ quang còn rất là mới, kính sapphire. Máy lộ đáy. Đối với các dòng như này thì độ chịu nước của nó cũng rất khá là cao, 3 atmosphere, và trong cái tầm giá như thế này thì anh em có thể đi mưa hay là rửa tay rất là thoải mái. Dòng Chronograph này thì có lẽ em bán cũng khá là nhiều, tuy nhiên thì nó chậm hơn so với các dòng khác Classic 3 kim thì nó có vẻ anh em chuộng hơn. Tuy nhiên đối với những anh em có thể hiện cá tính mạnh mẽ thì đây cũng là một sự lựa chọn không hề tồi. Đây em có thể thấy kim dây này. Đó. Đây là kim giờ, kim phút và kim giờ của cái Chronograph, mà khi mà chúng ta bấm chạy thì nó sẽ chạy theo lịch ngày. Tổng thể còn khá là đẹp. Đối với những chiếc như thế này thì đeo tay nó cũng rất là ôm. Đối với cá nhân em, tay em có 16-5 thì đeo cũng khá là, đeo size 38 cũng rất là ôm đẹp. Tiếp theo đó là một chiếc Longines full book. Chiếc này thì trong cái tình trạng nó là new. Chiếc này trong cái tình trạng nó new, một chiếc Longines trăng sao tuyển trượng để mi. Nếu mà anh em đã thấy những cái phiên bản như thế này thì những cái phiên bản ví dụ như là thép trơn thì nó loanh quanh hàng ưu, nó khoảng trên 30 triệu, loanh quanh từ 30 đến 40 tùy theo cái tình trạng của nó. Còn có lẽ là cái phiên bản để mi có lẽ là khá anh em ít thấy. Đây chiếc này nó còn mới nguyên cho nên mình để nguyên cái túi bóng như thế này, nó dạng hàng new à. Giá bán là 70 triệu. Về cơ bản thì nó cũng giống khá là giống với những chiếc khác thôi. Trăng sao quyền trượng, một trong những cái chiếc mà đùm bộ món ăn chơi của các cái dòng đồng hồ. Dây đề mi rất là đẹp. Niềng đề mi núm vàng. Kim xanh. Size của chiếc này là size 38. Cái size của chiếc này thì nó có lẽ là trông nó hài hòa hơn. Các cái cọc số hàng và các cái kim anh em có nhìn thấy là cọc số là màu đen, các chữ la mã là màu đen nhưng mà cái cọc số của nó là màu xanh, nó rất là đẹp. Đó. Về cơ bản thì hai chiếc Chronograph này nó khá là giống nhau, tuy nhiên thì một chiếc nó có thêm tim vàng cùng một tình trạng new. Nó bởi máy nó cao hơn cho nên là cái giá của nó nhỉnh hơn. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ, thành công và hiệu quả.